Mỗi khi trời mưa, các loài ếch, nhái, cóc, ẩn ương, không biết ở đâu lại xuất hiện rất nhiều. Chúng kêu in ỏi, làm gian động cả không gian tĩnh mịch của một làng quê yên ả. Miền Tây hay mùa mưa nắng, cóc là con vật thân quen, gần gũi, có mặt khắp ruộng đồng, hang cùng ngõ hẻm. Nhưng cóc đầu mùa mưa sẽ sạch và mập hơn. Những cơn mưa đầu mùa, cóc từ hang hốc nhảy ra săn mồi. Chúng thường lựa những chỗ đèn sáng để ăn mối cánh, kiến cánh. Người ta chỉ việc xách đèn pin tới để bắt bỏ vào bao. Đối với thịt cóc, người miền Tây quen dùng nấu cháo. Nghe đến cóc, chắc có lẽ người thành thị cảm thấy ghê sợ vì cái vẻ ngoài sần sùi của nó. Nhưng đối với dân miền Tây, thịt cóc là một món ngon và bổ dưỡng, thường được ưa thích và dùng để nấu cháo cùng với đậu xanh. Mỗi khi mùa mưa bắt đầu, ở miền Tây, người lớn và cả lũ trẻ thường đi soi nhái. Gọi là soi nhái, chứ gặp cóc cũng bắt, gặp ếch càng hay. Vì ếch có giá trị kinh tế cao, bán được nhiều tiền, nên mỗi lần đi soi về, người ta thường bứt lá chuối khô buộc ếch lại, đợi sáng đem đến chợ bán. Số cóc còn lại coi như là chiến lợi phẩm, đem nấu cháo ăn. Theo dân gian, thịt cóc mát, bổ, chứa nhiều chất dinh dưỡng, giúp trị được nhiều thứ bệnh. Đối với trẻ em suy dinh dưỡng, cháo cóc là một bài thuốc hiệu nghiệm trừ bệnh cam tích, dân quê gọi nôm na là mắt tôm tích. Thịt cóc còn có thể giúp người lớn phục hồi sức khỏe nhanh sau cơn bệnh, cơ thể suy nhược. Theo đông y thì thịt cóc có tính mát, có hàm lượng dinh dưỡng cao, nhất là đạm, nên rất tốt cho trẻ em, thường được người dân nấu cháo để bồi bổ. Đông y xem thịt cóc là vị thuốc chính yếu, chữa trị các chứng cam tích, ăn không tiêu, bụng to, nổi gân xanh. Thực tế thịt cóc không độc, nhưng mật cóc, trứng cóc và nhựa cóc tiết ra từ mang tai cóc thì rất nguy hiểm. Vậy toàn bộ da, đầu, trứng, nội tạng của cóc phải loại bỏ, và để an toàn, nên rửa thịt cóc dưới vòi nước thật nhiều lần trước khi chế biến. Trong truyện ngắn Cháo cóc của nhà văn Vũ Bằng, khi nói về cách làm thịt cóc, ông viết: lúc làm cóc cần nhất phải thật sạch, đừng để cho dập mật, đừng để cho sót trứng. Vì nếu trứng cóc làm không kỹ, nó dính vào mỡ, ăn vào dễ chết như chơi. Mật lấy không hết cũng vậy. Người ta bảo rằng một nồi cháo cóc mà để sót 10 cái trứng, ăn vào chỉ nửa tiếng đồng hồ thôi, thấy say sẩm mặt mày lại, quỵ luôn. Các ông già bà cả lại còn nói rằng thịt cóc tối kỵ củ cải và khoai mì. Nấu thịt cóc với rễ cây và cà tím phơi khô, hay ăn thịt cóc lẫn với khoai mì cũng độc lắm, dễ chết người. Nghe thấy mà phát ớn. Song những người ưa thưởng thức món ăn ngon không vì thế mà chịu thôi thịt cóc. Phải, cứ vào vụ mùa mưa này, có ai về chơi thăm những vùng quê Cái Bè, Cần Giuộc, ở lại nghỉ đêm ở Tân Phước hay Chợ Gạo, mới thấy người ta ham bắt cóc ăn đến chừng nào. Để thực hiện món cháo cóc, sau khi mang cóc về, cắt đầu, lột da và móc bỏ hết bộ đồ lòng, gan, mật, ruột, trứng, vì phần này rất nguy hiểm, gây ngộ độc. Vì mật nó độc nên khi gỡ bỏ cả bộ ruột lòng phải thật cẩn thận, sao cho mật đừng dở dính vào thịt. Con nào gỡ mật lỡ bị dở thì bỏ luôn, đừng tiếc, vì sẽ có nguy cơ ngộ độc khi ăn. Các
cắt bỏ phần bàn chân. Rửa thịt cốc nhiều lần với nước lạnh cho thật sạch để ráo. Băm nhuyễn thịt cốc, cả xương. Đem ướp gia vị gồm bột ngọt, nước mắm, muối và tiêu. Để khoảng 15 phút cho các gia vị này thấm đều vào thịt. Bắt chảo lên bếp, khử dầu và bỏ phần thịt cốc đã ướp vào, xào cho thật chín. Tiếp theo là chuẩn bị nồi cháo. Gạo dơ sạch cùng với đậu xanh, để ráo nước rồi bắt lên chảo rang cho hơi ngả màu, rồi bỏ vào nồi nước đang sôi, nấu cho tới khi thật nở. Khi phần gạo và đậu xanh nở hơi nhừ, bỏ phần thịt cốc đã xào vào, rồi khuấy đều lên, để thịt cốc và cháo trộn đều với nhau. Đợi nồi cháo sôi lên khoảng 15 phút, ta nêm nếm lại với muối, nước mắm, bột ngọt cho vừa ăn, rồi tắt bếp. Cuối cùng, bỏ hành ngò sắc nhuyễn lên trên mặt cháo và khuấy nhẹ. Các hương vị của thịt cốc xào, gạo chín, đậu xanh và hành ngò bắt đầu hòa quyện với nhau, tạo nên một mùi thơm thật sự hấp dẫn đến mức khó cưỡng. Nhìn nồi cháo bốc khói nghi ngút, tỏa hương thơm đặc biệt, thật hấp dẫn. Người thích ăn rau có thể ăn kèm với rau thơm, rau sống vào tô trước khi múc cháo, dặm chút nước mắm y và vài trái ớt nhỏ. Vậy là đã có một món ăn đồng quê ngon và bổ. Tô cháo cốc nóng hổi, đưa muỗng lên ăn thử thì thấy vị của cháo cốc rất đậm đà. Mùi vị của thịt cốc ăn cũng giống như là thịt ớt, nhưng hơi dai hơn. Gạo và đậu xanh nóng nhừ tạo thêm vị béo và ngọt. Cộng thêm với hương vị của các gia vị hành, tiêu khiến cho bao tử mỗi người càng bị thôi thúc hơn. Cả nhà quay quần bên nồi cháo, mỗi người mỗi chén, múc từng muỗng, thổi qua vài cái, húp nghe soàn soạt. Ăn xong chén này, múc thêm chén khác, đến khi cạn đáy nồi thì thôi.